Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanctity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một tính năng khá hay trên các dòng switch Catalyst của Cisco. Nó rất hữu ích trong trường hợp các bạn muốn test thử cấu hình hoặc các bạn đang cấu hình remote từ xa. Đó là tính năng Config Archive hay còn gọi là backup cấu hình và Config Reverse là tính năng tự động khôi phục lại cấu hình. Tính năng này có trên các dòng switch Cisco sử dụng hệ điều hành iOS như các dòng Catalyst 1000, 2960, 2650, 3850 và các dòng switch Catalyst 9000 series. Trên các dòng switch Nexus cũng có các tính năng tương tự, mình đã có video về tính năng này rồi, các bạn tham khảo trên YouTube channel của Sanctity Shop nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn trên các dòng Catalyst. Mặc dù tính năng này khá là hay, tuy nhiên thì mình thấy ít người sử dụng trong thực tế, có thể là do các bạn chưa biết đến tính năng này. Hoặc nếu các bạn đang ngồi cạnh switch thì nó có thể không thực sự cần thiết. Do vậy chúng ta sẽ cùng xem nó có thể làm được gì và giúp chúng ta trong các tình huống như thế nào nhé. Nhiều tình huống mà khi các bạn cấu hình một số tính năng để test hoặc khi các bạn cấu hình xong nhưng không hoạt động, các bạn đã thử kiểm tra nhưng vẫn không tìm ra lỗi. Lúc này các bạn muốn xóa toàn bộ những cấu hình liên quan đến các tính năng đó để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, việc xóa những đoạn cấu hình này sẽ không hề đơn giản hoặc là tốn rất nhiều thời gian. Đây là lúc mà tính năng Config Archive sẽ cực kỳ hữu dụng. Đây là tính năng cho phép các bạn tạo ra các bản backup config. Các bạn có thể cài đặt tạo bản backup mỗi khi lưu cấu hình hoặc tự động backup sau một khoảng thời gian nhất định. Khi đó, mỗi khi các bạn cấu hình xong một tính năng nào đó và nó hoạt động bình thường, chúng ta sẽ tạo ra một bản backup và có thể khôi phục lại khi cần. Để cấu hình Config Archive, các bạn vào Mode Config. Kích hoạt bằng lệnh Archive. Ở đây chúng ta sẽ có một số option. Đầu tiên, các bạn chỉ định nơi sẽ lưu trữ file backup bằng lệnh path. Có nhiều lựa chọn, các bạn có thể lưu trong ổ flash của switch hoặc lưu trên các server FTP, HTTPS đều được. Mình sẽ lưu trong ổ flash của switch. Nếu các bạn để nguyên câu lệnh như thế này thì tiền file backup sẽ được lưu theo định dạng thời gian, bao gồm ngày tháng và giờ mà bản backup được tạo ra. Các bạn cũng có thể chỉ định tên file luôn ở phía sau flash. Ví dụ mình đặt tên là switch backup thì khi đó file backup sẽ có tên là switch backup cộng với thời gian mà bản backup được tạo cộng với số từ 0 trở đi. Bản backup đầu tiên là 0, tiếp theo thì là 1, 2, vân vân. Tiếp theo, các bạn giới hạn số lượng bản backup bằng lệnh maximum. Các switch Catalyst có thể tạo tối đa 14 bản backup. Khi bản thứ 15 được tạo thì bản đầu tiên sẽ bị xóa. Tùy chọn Write Memory, nghĩa là bất cứ khi nào các bạn lưu cấu hình thì switch sẽ tạo ra một bản backup. Các bạn cũng có thể cài đặt tự động backup bằng lệnh Time Period. Phía sau sẽ là thời gian switch tự động tạo backup, tính bằng phút. Ví dụ các bạn muốn tạo backup hàng ngày thì các bạn sẽ nhập time là 1440 phút, tương đương với 24 giờ. Nếu các bạn bật cả hai tùy chọn Write Memory và Time Period thì cứ khi nào các bạn lưu cấu hình hoặc sau 24 giờ, switch sẽ tạo thêm một bản backup. Ok, phần cấu hình như vậy là xong. Mình sẽ test thử bằng cách đặt hostname cho switch. Lưu cấu hình lại. Để kiểm tra các bản backup, các bạn show archive. Ở đây đang có một bản backup được tạo ra khi mình vừa lưu cấu hình. Phía trên này cũng thể hiện các thông số mà các bạn đã cấu hình và tên file backup tiếp theo. Bản backup gần nhất sẽ có chữ Most Recent. Mình sẽ sát đao cổng G1-0-1 đi và tạo thêm một bản backup bằng lệnh write. Bây giờ mình đã có hai bản backup. Để so sánh sự khác nhau, các bạn sử dụng lệnh show archive config different. Sau đó là tên hai file backup. Các bạn sẽ thấy các câu lệnh khác nhau giữa hai bản backup này. Dấu cộng nghĩa là bản backup phía sau được cấu hình thêm, còn dấu trừ là đã bị loại bỏ đi bằng lệnh no.
Trường hợp của mình là thêm câu lệnh shutdown trong cổng G1 sực 0 sực 1. Để khôi phục lại các bản backup trước, ở mode asset các bạn dùng lệnh configure replace, sau đó là tên file backup muốn khôi phục, mình sẽ khôi phục lại file backup mà mình chưa shutdown cổng. Chọn Y. Đơn giản vậy thôi. Config archive là cách đơn giản để các bạn quay lại cấu hình cũ. Tuy nhiên có một số trường hợp nó sẽ không giúp ích gì nếu các bạn mất quyền truy cập vào thiết bị khi đang cấu hình. Ví dụ các bạn đang remote vào suite để cấu hình bằng Telnet, SSH hoặc remote qua TeamView để cấu hình cho khách. Các bạn cấu hình một asset list để chặn một dịch vụ nhưng nó vô tình chặn luôn máy tính của các bạn, hoặc các bạn thay đổi IP và mất quyền truy cập vào suite, hoặc là mất kết nối Internet đến suite, đồng nghĩa với việc các bạn mất kết nối remote. Khi đó các bạn có thể sẽ phải đi đến tận nơi để cắm dây console hoặc nhờ người thao tác hộ. Như vậy thì nó sẽ khá rắc rối. Config Reverse là một tính năng hữu ích trong các trường hợp này. Tính năng này đơn giản là nó sẽ tạo ra một bản backup tại thời điểm các bạn cấu hình Reverse và tự động khôi phục lại bản backup này sau một khoảng thời gian nhất định. Để cấu hình tính năng này, tại mode Asset, các bạn gõ lệnh Config Terminal Reverse Timer. Sau đó là khoảng thời gian mà các bạn muốn khôi phục lại cấu hình hiện tại, được tính bằng phút. Ví dụ mình sẽ đặt là 1 phút. Switch sẽ tạo một bản backup cho cấu hình hiện tại và thông báo sẽ rollback lại trong 1 phút. Bây giờ mình sẽ thay đổi hostname sang một tên khác. Các bạn có thể thấy sau 1 phút thì Switch sẽ tự động khôi phục lại cấu hình ban đầu với hostname là CNTTSoft. Khi cấu hình, các bạn có thể cấu hình timer là 10 hoặc 20 phút tùy vào các bạn tính toán mất bao lâu để cấu hình xong một tính năng cụ thể. Sau đó chúng ta cấu hình các tính năng tiếp theo như routing, asset list, thay đổi IP. Nếu chúng ta bị mất kết nối đến Switch hoặc thay đổi là mất kết nối Internet thì các bạn chỉ cần chờ hết thời gian timer là cấu hình lại quay lại trạng thái bình thường và các bạn có thể truy cập lại. Nếu trong khoảng thời gian timer, các bạn xác nhận cấu hình đúng và không có vấn đề gì, các bạn có thể hủy bỏ timer bằng lệnh config confirm. Khi đó thì lệnh reverse sẽ bị hủy bỏ. Các bạn có thể tạo lại lệnh reverse cho các cấu hình tiếp theo. Để kiểm tra timer có hoạt động hay không, các bạn có thể sử dụng lệnh show archive config rollback timer. Nếu không có timer nào được cấu hình thì Switch sẽ báo là no rollback confirm. Nếu có timer thì các bạn sẽ thấy khoảng thời gian bắt đầu tính rollback và sau bao lâu thì Switch rollback. Tuy nhiên file backup không có tác dụng như lệnh write, do vậy khi cấu hình xong các bạn vẫn phải write để lưu cấu hình vào startup config nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hai tính năng khá hữu ích khi các bạn test tính năng hoặc cấu hình remote thiết bị từ xa. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì cứ để lại comment để mọi người trao đổi với nhau nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.